Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với tấm tắt Yu-Gi-Oh 5DS trên kênh M2Do Channel. Chúng ta cùng bắt đầu thôi. Tập 81. Sau khi biết Jigger đột nhập, cả bốn người quyết định đi bắt hắn. Bên này, Jigger đang khoe với Lacido về chương trình mà hắn đã chậm được, còn nói là không để lại bất cứ dấu vết nào nữa chứ. Nhóm UC bắt đầu theo dõi hành tung của hắn. Bốn chiếc đi quay dí theo như vậy có lộ liễu quá không? Jigger phát hiện ra cả bốn người nên tìm cách đánh lạc hướng họ. Hắn đi siêu thị. Bốn chàng khờ thì vẫn nghĩ mình chưa bị phát hiện. Rồi Jigger bị Jack và Crow tóm được, nhưng may cho cả hai, tên hắn không có chữ Eren nên không thể hóa khổng lồ, mà dùng chiêu ve sầu thoát xác để trốn đi. Jigger dùng robot để cắt đuôi nhóm UC vì đỡ khờ hơn Jack và Crow, nên UC và Bruno đã nhận ra và bám đuôi theo Jigger thật. Cả hai bám theo hắn đến chỗ của Lacido. Khi đưa chương trình cho hắn, Jigger có tò mò về mục đích của Lacido nhưng liền bị cảnh cáo, và hắn cũng biết UC và Bruno đã đột nhập vào đây. Lacido liền kích hoạt hệ thống cảnh báo để chia cắt cả hai, nên hai người đành thống nhất Bruno sẽ về gọi người đến, còn UC thì tiếp tục đi tiếp. Đi được một đoạn thì UC chạm mặt Jigger nên bắt đầu tra hỏi hắn. Lacido liền kích hoạt một cỗ máy bí ẩn nhằm câu thêm giờ để hắn có thể kích hoạt chương trình. Cỗ máy được kích hoạt liền xác định UC là mục tiêu rồi bắt đầu thách đấu với anh, và chỉ khi thắng UC mới có thể rời khỏi đây. Bên này, Bruno đã chạm mặt với Lacido thì lập tức đầu anh liền đau dữ dội rồi bị đánh ngất. Chương trình được đưa vào hệ thống, khung cảnh xung quanh hiện ra là hàng trăm con Riding Roy bên dưới. Bên này không còn cách nào khác, UC đành phải nhận lời và đấu với cỗ máy. Trận đấu bắt đầu, UC đi trước, kích hoạt ma pháp One for One, gửi Speed Barrier xuống mộ. UC có thể triệu hồi đặc biệt Level Stealer Level 1 ra sân, sau đó triệu hồi Chen Shinron từ tay, kích hoạt khả năng của Chen Shinron, triệu hồi Speed Barrier từ mộ về sân. Tiếp đó dùng Speed Barrier và Chen Shinron tiến hành triệu hồi Shinro Chen Warrior ra sân. Khả năng của Chen Warrior giúp đỡ tăng công bằng tổng công của quái thú Level 2 trở xuống trên sân UC. Level Stealer đang ở trên sân nên sức công của Chen Warrior tăng thành 2900. UC up một lá rồi hết lượt. Lượt người máy, kích hoạt ma pháp vĩnh cửu Level Limit Area B, tất cả quái thú Level 4 trở lên sẽ được chuyển sang thế thủ, up 3 lá rồi hết lượt. Lượt UC, kích hoạt 7 Angel Leap giúp UC triệu hồi quái thú Level 2 trở xuống từ mộ về sân. Ở thế tấn công, Speed Warrior được đưa về sân, đọc UC như một cuốn sách. Người máy đã chuẩn bị cho tình huống này, kích hoạt 7 phản công Malfunction, hạ 500 điểm gốc để vô hiệu hóa và up lại 7 của UC do người máy đã chống lại và vô hiệu hóa công năng bài của UC. Flop Dragon được triệu hồi đặc biệt nhờ hiệu ứng của nó. Khi Flop Dragon còn tồn tại trên sân, cả hai không được phép triệu hồi đặc biệt. Tiếp theo, người máy kích hoạt 7 vĩnh cửu Counter Force, tăng một counter ứng với mỗi 7 phản công được kích hoạt, và bằng cách loại bỏ lá bài này gây 1000 thiệt hại cho UC ứng với mỗi counter có trên nó. Tập 82. Jack và Rao đã tới nhưng mắc kẹt ở ngoài. UC bên trong bị dồn vào thế bất lợi khi không phải chịu hòa đặc biệt hay tấn công với quái thú có level cao. Anh chỉ đành úp một lá rồi hết lượt. Lượt người máy, kích hoạt ma pháp vĩnh cửu Summon Bat. Khi UC chịu hòa thông thường, nó được rút một lá và UC phải đón lá bài mà người máy rút được. Nếu sai, Summon Bat sẽ phá hủy quái thú được chịu hồi. Người máy úp một lá rồi hết lượt. Lượt UC chuyển tư thế của level Stealer, sau đó kích hoạt ma pháp Shinro Gift, giảm công của quái thú Shinro là Chain Rider về không và tăng cho quái thú khác là level Stealer, giúp công nó tăng thành 2900. Nhờ vậy, Level Limit Area B không hề ảnh hưởng lên Level Stealer, nên UC dùng nó tấn công Lock Dragon. Nhưng người máy liền kích hoạt 7 Nega Attack để vô hiệu hóa đòn tấn công và kết thúc lượt tấn công của UC. Hơn nữa cũng cộng thêm một counter cho Counter Force. Sau khi kết thúc lượt tấn công, sức công của quái thú được tăng bởi Shinro Gift cũng trở lại bình thường. Lượt người máy ấp một lá rồi hết lượt. Bên khác, Lacido đã kích hoạt thành công hàng trăm Riding Roy. Khi Chouso gọi đến để hỏi hắn về kế hoạch thì liền bị hắn gạt văng đi. Luciano và Chouso ở bên này bàn về việc kích hoạt hệ thống nào đó mà điều kiện chính là các signer, trông có vẻ khá mờ ám, nhưng Lacido lại không quan tâm kế hoạch đó mà muốn làm theo cách riêng của hắn, cách mà không cần các signer. Khi thấy Jack và Rao cũng đã vào được bên trong, hắn liền kích hoạt hệ thống tự hủy nhằm chôn vùi các signer và rời đi. Bây giờ cả bọn chỉ còn 10 phút để rời khỏi nơi này. Jack và Rao đã gặp được Bruno, rồi cả ba cùng nhau chạy đến phòng điều khiển và liên lạc được với UC, rồi biết được UC phải đánh bại người máy thì cửa mới mở để anh thoát khỏi đây. Nhưng hiện tại người máy đang sử dụng chiến thuật câu giờ khá khó chịu, nên UC bảo mọi người cứ chạy trước anh sẽ ra sao, vì UC là nhân vật chính mà. Mọi người chỉ đành tin tưởng UC rồi rời đi. Lượt UC triệu hồi Real Syndrome, công năng của Summer Bat được kích hoạt theo suy đoán của UC. Vì là bộ bài câu giờ nên xác suất người máy rút được bài 7 là rất cao, nên anh đoán lá bài người máy rút được là bài 7. Quả đúng như UC nghĩ, đó chính xác là bài 7, nên Real Syndrome được triệu hồi. Sau đó kích hoạt ma pháp Blitz Spark Strike, người máy thì kích hoạt 7 Magic Jammer, đưa một quái thú từ tay xuống mộ để vô hiệu hóa Blitz Spark Strike và phá hủy nó. Nhờ vậy Counter Force cũng được cộng thêm một counter. Jigger thấy thế thì liền suy sụp tinh thần vì nghĩ UC sẽ thua.
Mà khoan, gia đình khứa này nhìn giống nhau vậy. Lượt người máy, kích hoạt ma pháp vĩnh cửu, Messenger of Peace. Tất cả quái thú 1000 năng trên công trở lên không thể tấn công. Nghĩa là bây giờ Yusei không thể dùng quái thú level thấp có công cao để tấn công được nữa. Thời gian chỉ còn 2 phút, lượt Yusei kích hoạt ma pháp Double Cyclone, phá hủy một ma pháp cạm bẫy của cả hai người chơi. Người máy liền kích hoạt Deregulation of Bot để vô hiệu hóa và phá hủy Double Cyclone bằng cách chia đôi điểm gốc của bản thân. Từ đó tăng thêm một counter cho counter Fox đấu nghĩa. Lượt tiếp theo Yusei sẽ thua. Chỉ chờ có vậy, khi tất cả bài up của người máy đã được kích hoạt, Yusei hiến tế level Stealer để chịu hồi Earthquake Giant. Level Limit Area B chuyển nó về thế thủ, nhưng Earthquake Giant có khả năng khi bị rỡ tư thế chiến đấu, Yusei có thể rỡ tư thế chiến đấu của một quái thú của người máy. Sau đó Yusei kích hoạt 7 Bandit Way, phá hủy một lá bài trên sân Yusei để vô hiệu hóa tất cả công năng ma pháp cạm bẫy trên sân người máy cho một lượt. Sau đó dùng Real Syndrome cùng với Chain Warrior tiến hành chịu hồi Syndrome. Stardust Dragon Battle. Stardust Dragon tấn công Block Dragon, hạ điểm gốc của người máy về không và giành chiến thắng. Cánh cửa mở ra vào lúc thời gian đếm ngược chỉ còn 10 giây nên Yusei và Jigger lập tức chạy thục mạng. Nhà máy phát nổ từ đám khói, Jigger kéo Yusei bay ra. Đấy, không phải cái này mà lại như này cơ. Sau khi thả Yusei xuống, Jigger nói anh không nên đào sâu vào chuyện này vì Yusei sẽ không phải đối thủ của những kẻ đó và rời đi. Tập 83. Giữa đêm, các cảnh sát đột ngột xông vào nhà của Yusei. Thì ra họ đến để bế xác lên phường, làm anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì. May quá, không phải do vũ khí tặng áo mà là do camera giám sát quay được cảnh sát gây thương tích cho người khác khi đấu hoài trên cao tốc. Lúc này nhóm Yusei mới nhớ lại về chuyện xảy ra cách đây một tuần khi họ luyện tập cho giải Frankfurt. Đây là cuộc thi đồng đội, nhưng Jack với cái tôi quá cao, địch cốc quan tâm chiến thuật mà làm theo ý mình. Vì thế đã xảy ra tranh cãi và quyết định rời nhóm. Lúc này Rao cũng nghi ngờ Jack vì chỉ có anh mới sở hữu Redemon Dragon, nhưng Jack lại khẳng định mình không làm. Hôm sau mọi phương tiện truyền thông đều đưa tin về Jack, không phải vì anh hát hay và tháng được 5 triệu, mà là vì gây tai nạn cho người khác trên xa lộ. Dư luận bắt đầu đưa ra hai luồng ý kiến về Jack. Rua còn siết thì ẩu đả với bạn học vì cậu ta nói xấu Jack. Kali còn không nhận lấy tin viết báo về vụ này, dù bị dọa là sẽ mất việc. Nhóm Yusei tập họp để bàn về vụ của Jack, nhưng mọi bằng chứng đều đang chống lại Jack vì từ lúc anh bị bắt thì không có thêm bất cứ ghi nhận nào về các tai nạn nữa. Điều đó khiến mọi người rất khó xử. Bên cảnh sát tại phòng giam của Jack, đột nhiên có một con bọ tới phá khóa, tạo cơ hội cho Jack chạy đi. Sau khi ra ngoài, Jack vô tình chạm trán một Jack khác. Hắn tự nhận mình đã phá khóa để Jack có thể ra ngoài rồi thách đấu với anh. Để dễ gọi tên, mình sẽ gọi tên Jack giả mạo là Jack 5, còn sao không phải là Jack 2 là tại mình không thích. Trận đấu bắt đầu, Jack 5 đi trước, triệu hồi đắc Resonator, up 3 lá rồi hết lượt. Lượt Jack rút được Jet Guardian. Sử dụng lá bài này, anh có thể triệu hồi Red Demon Dragon dễ dàng, nhưng vì cái tui quá cao, Jack nhớ lại những lời mà Rao và Yusei nói với anh trước đây về chiến thuật nên quyết định không làm như vậy. Jack triệu hồi đặc biệt Vine Dragon khi chỉ trên sân đối thủ có quái thú, tiếp đó triệu hồi Breed Dragon. Sau đó dùng nó cùng với Fire Dragon tiến hành triệu hồi Syndro Eflowing Dragon. Battle Eflowing Dragon tấn công đắc Resonator, nhưng Resonator sẽ không bị tiêu diệt một lần mỗi lượt. Nhưng Eflowing có khả năng khi nó tấn công một quái thú yếu hơn, bỏ qua thiệt hại và phá hủy quái thú đó, nên đắc Resonator bị tiêu diệt và Jack 5 nhận tổn thất bằng sức công của nó. Jack up một lá rồi hết lượt. Lượt Jack 5 kích hoạt 7 Subway. Khi điểm góc thấp hơn đối thủ, Jack 5 có thể tiêu diệt một quái thú trên sân và gây thiệt hại cho cả hai bằng sức công của quái thú bị phá hủy. Eflowing bị phá hủy, cả hai nhận 2400 thiệt hại. Lúc này Jack mới được biết trận đấu này sẽ gây thiệt hại thật sự đến người chơi khi nhận tổn thất. Jack 5 triệu hồi Mark Demon. Jack liền kích hoạt 7 vĩnh cửu Boosted Resurrection giúp Jack có thể triệu hồi một quái thú từ level 4 trở xuống từ mộ. Jack triệu hồi Red Dragon về sân và Boosted Resurrection cũng tăng cho nó 100 thủ và 1 sao. Nhưng Jack 5 cũng có và kích hoạt Boosted Resurrection. Hắn triệu hồi Dark Resonator về lại sân, sau đó dùng nó cùng Mark Demon tiến hành triệu hồi Syndro Red Demon Dragon, hàng chứa quốc nội địa chất lượng cao, rồi dùng nó phá hủy Red Dragon. Sau đó Jack 5 kích hoạt 7 Pidari of Destruction God trong đợt quái thú phòng thủ của đối phương bị tiêu diệt. Quái thú level 8 của Jack 5 có thể đánh thêm một lần nữa. Red Demon Dragon tấn công trực tiếp khiến Jack văng ra khỏi đường đua và rơi xuống dòng nước chảy xiết ở dưới. Khi Yusei và Rao tới đã nhầm tưởng Jack 5 là Jack, nhưng hắn ta lại nhanh chóng rời đi khiến cả hai không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Vậy Jack 5 thật sự là ai và điều gì sẽ xảy ra với Jack? Các bạn đừng quên đăng ký, bấm chuông để không bỏ lỡ các video mới nhất từ My Hero Channel. Xin chào và hẹn gặp lại.